Chào bác nhé, hôm nay lại có một lô hàng. Em gặp đi gặp lô hàng đang về. Chiều qua về được 5 máy, bữa nay về được 5 máy, 5 máy, 6 máy. Quay video đăng YouTube cho khách đến xem. Lỗ làm sao được đây, lỗ cái gì bây giờ về đây bắt là em đăng ngày mai tối em về mới đăng, mà ngày mai khách sẽ đến đấy, để ra em lấy hết đẹp gì nữa. Ra đây đẹp rồi em kiếm thêm một tí đấy. Em lấy hết. Ui, em kiếm thêm tí. Yeah. Chặt xuống anh. Không lên được à? Con đấy bán bao nhiêu con này? Anh đấy mà bán đầu đã bán đầu mua đầy rồi nha. À nhưng mà anh hiện bán bao nhiêu? Chưa phải giá chắc nào. Lúc nãy ông kia ông nào lấy nhỉ, lấy cả con này mô tô. Thank you.
xem có nhìn được món gì không. Đi lành khi ném kéo cắt khẩu trang. Các bác xem video thì nhớ đăng ký và nhấn chuông ủng hộ em nha. Ủng hộ em quay thêm nhiều video cho các bác. Một nửa thì bị tháo rồi, còn một nửa mới về đây thì đang còn nguyên. Xuống hết rồi để em đi tháo ít hàng đấy, em mua được ít hàng rồi em đi tháo đây. Hẹn các bác ở những video tiếp theo nha. Bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nha. Chào tạm biệt các bác.